đèn mãi nơi này. Bước chân trở lại ngôi trường thân thương, kỷ niệm ngọt ngào còn mãi không quên. Nhớ những ngày tháng cùng học bên nhau, thầy cô yêu thương dịu dàng chúng ta. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý thầy cô giáo, quý vị đại biểu và các bạn ổn định chỗ ngồi để chương trình hội khóa 30 năm về lại trường xưa được bắt đầu. Chào quý thầy cô giáo, quý vị biểu và xin chào toàn thể các bạn học sinh trường phổ thông trung học cơ sở 1 liên khóa 1991, một kỷ niệm thân yêu. Thời gian trôi đi những kỷ niệm vẹn nguyên năm tháng trường xưa. Chúng tôi, những con người đến từ nhiều nơi của vùng quê Sơn Tịnh, như định mệnh của sự sắp đặt, để rồi 271 con người được gặp nhau ở ngôi trường phổ thông trung học Sơn Tịnh 1. 3 năm học, 3 mùa phượng nở, thời gian qua mau, vậy mà sao quá đổi thân thương. Chúng tôi đa số xuất thân từ những gia đình nông thôn nghèo khó, vậy mà cái tuổi hồn nhiên ấy vẫn vô tư, cứ tung tăng vui đùa và yêu thương nhau bằng thứ tình cảm mà có lẽ trong cuộc đời này khó tìm lại. Những ngày chỉ có nắng và mưa, chúng tôi cùng đạp xe trên những con đường đầy đất và đá. Đôi khi chiếc xe đạp dở chứng, rơi cả ốc vít ra đường, rồi phải giác bộ, mồ hôi nhễ nhại. Vậy mà có cảm thấy mệt đâu, vẫn nói cười rôm rã. Có những ngày đỉnh lũ, nước bủa vây ngôi trường, và những tháng mùa đông, lạnh buốt. Ngày ấy, dẫu quá khó khăn, nhưng những giấc mơ xa đã giúp chúng tôi vượt qua thử thách bằng lòng kiên trì bền bỉ và ý chí vươn lên. Dù màu áo trắng đã phôi phai, sách vở chỉ còn trong ký ức, nhưng những bài học và lời dạy của thầy cô vẫn vang vọng trong tâm trí của chúng tôi. Làm sao kể hết những kỷ niệm của một thời. Những thân cây kia vẫn đứng nhìn để khúc khích cười ai đó đã từng yêu. Mùa hè năm 1991, chúng ta lần đầu gặp nhau, rồi cùng học, cùng chơi, cùng lớn lên trong sự dạy bảo, trong vòng tay yêu thương của thầy cô. Để rồi 3 năm sau đó, chúng ta rời xa mấy trường phổ thông trung học Sơn Tịnh 1 này. Mỗi bạn lại lựa chọn cho mình hướng đi riêng, viết tiếp ước mơ của mình. Để đến hôm nay, có những bạn là đối tác của nhau trên thương trường, cũng có những bạn là đồng nghiệp, đồng môn. Rất nhiều bạn kể từ mùa hè năm 1990 tới ấy chưa có dịp gặp lại nhau. Và cũng có những người thầy, người bạn tại sao chúng ta mãi mãi, chúng ta cùng tự nhớ về thầy và các bạn. Hôm nay, tập thể khóa 1991-1994 rất vinh dự được đón tiếp của thầy giáo, cô giáo đã từng dạy bảo cho chúng em trong 3 năm phổ thông trung học.
thầy cô đã trao cho chúng em không chỉ là kiến thức trong sách vở, mà đôi khi cả những ro đòn, những lời la mắng. Chúng em biết đó là để rèn giũa, để uốn nắn với những người cha, người mẹ đối với đứa con thân yêu của mình. Hôm nay chúng em trưởng thành đã làm được những việc có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Trên mỗi bước đi của chúng em luôn có bóng dáng của thầy, của cô. Công ơn của thầy, cô giáo chúng em không thể nào bị tả hết luôn, và chúng em luôn ghi nhớ điều đó. Hôm nay chúng em cùng nhau về đây để thể hiện lòng biết ơn ấy. 30 năm kỷ niệm dâng tình một yêu thương, tình bạn trường xưa bền mãi nơi đây. Bước chân trở lại ngôi trường thân thương, kỷ niệm ngọt ngào còn mãi không thầy. Cảm ơn tất cả các em, cảm ơn tất cả các thế hệ trên cô trường. Hôm nay các em về đây trường Trung học phổ thông Sơn Tịnh 1, thầy mong các em có một ngày thật vui, một ngày trọn vẹn nghĩa tình. Biểu cảm lớn nhất của thầy, của thầy cô là niềm vui và tự hào. Trong niềm vui ngày gặp bạn hôm nay, thầy thay mặt tất cả thầy cô giáo chúc các em và gia đình thật hạnh phúc trong cuộc đời và sự nghiệp. Chúc cho ngôi trường của chúng ta, trường phổ thông trung học Sơn Tịnh 1, nay là trường phổ thông trung học Võ Nguyên Giáp, đạt được nhiều thành công trong giảng dạy và học tập để không ngừng nâng cao vị thế của ngôi trường có bề dày truyền thống này. Tôi xin chúc tất cả các thầy cô giáo và gia đình sức khỏe dồi dào, gia đình viên mãn. Xin chân thành cảm ơn. Đây là món quà quý giá của các em có tác dụng lớn khích lệ học sinh hiện nay của trường luôn cố gắng học tập, rèn luyện, và cũng là lời kêu gọi các thế hệ học sinh của nhà trường bằng những việc làm thiết thực, hữu ích. Thay mặt Hội đồng Sư phạm nhà trường và học sinh của trường Trung học Phổ thông Võ Nguyên Giáp, tôi xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của các em. 30 năm đi qua, hôm nay chúng ta có dịp về tề tự tổ tụ về đây, ngôi trường phổ thông trung học Sơn Tịnh 1 thân yêu. Vì lại trường xưa, chúng ta thật sự vui mừng khi được gặp lại thầy cô giáo cũ và không khỏi xúc động mùi người bởi vẻ mặt và dáng vóc có vẫn đi theo thời gian, nhưng thầy cô vẫn khỏe mạnh, vẫn ánh mắt trìu mến như ngày nào. Mấy trường này đã che chở bao bọc cho chúng em lớn lên và trưởng thành. Mỗi bạn với năng lực sở trường và điều kiện của mình đang đảm đương các công việc khác nhau. Cho dù ở vị trí nào, chúng em vẫn luôn giữ mãi bản chất tốt đẹp, sống có nghĩa, có tình và có ý chí vươn lên như lời chỉ dạy của thầy cô. Chúng em luôn tự hào là học sinh của trường phổ thông trung học Sơn Tịnh 1 Võ Nguyên Giáp và nguyện tiếp tục làm rõ thêm truyền thống tốt đẹp của ngôi trường thân yêu này. Chúng em xin hứa tiếp tục sống và làm việc có ý nghĩa hơn để cùng xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của ngôi trường này.
một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn có một ngày thật ý nghĩa và đầy ắp niềm vui tiếng cười. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lan trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Yeah.